Với cái xu thế hiện nay, với các công nghệ phát triển như mọi người đã biết, thì ngành audio bên mình nó phát triển thêm, thì họ sẽ ra một cái xu hướng mới, đó là làm cái dàn âm thanh all in one, tức là một bộ dàn có thể vừa xem phim, vừa nghe nhạc, vừa karaoke được. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Mình là Khánh ha. Thì hôm nay mình với mọi người cùng nhau sẽ chia sẻ với nhau về một cái đề tài mới, một cái thuật ngữ mới trong cái ngành audio bên mình. Đó là cái thuật ngữ là dàn âm thanh all in one. Vậy thì cái dàn âm thanh all in one nghĩa là sao? Và đầu tư cho nó có tốn tiền hay không, có chi phí có cao hay không? Thì mình với mọi người cùng nhau tìm hiểu và bàn luận nhé. Bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ giải thích là all in one tức là gì ha. All in one nếu mà dịch nôm na theo tiếng Việt có nghĩa là tất cả trong một. Tức là tất một cái bộ dàn âm thanh có thể làm được mọi thứ, làm được karaoke, làm được xem phim, làm được nghe nhạc. Đó. Nếu mà với xu thế ngày xưa, đầu tư ngày xưa mà các anh chị đầu tư thì họ sẽ đầu tư là sẽ một dàn karaoke riêng, một dàn xem phim riêng và một dàn nghe nhạc riêng. Tuy nhiên nếu mà đầu tư như thế thì thứ nhất đó là tốn không gian. Bởi vì như mọi người tưởng tượng đi, cứ mỗi bộ dàn sẽ phải ở một không gian khác nhau. Bởi vì thật ra là phần tiêu âm á, phần tiêu âm và phần tán âm như đợt trước các clip mình sẽ chia sẻ, thì tiêu âm trong xem phim và tiêu âm trong nghe nhạc và karaoke nó khác nhau. Nên là nếu mà muốn đạt chất lượng tốt nhất thì cái này phải tách riêng ra 3 phòng. Đó. Nhưng mà như thế thì thứ nhất là rất là tốn không gian, thứ hai là chi phí đầu tư nó khá là cao. Bởi vì khi mọi người đầu tư 3 dàn như thế thì chi phí đầu tư rất là cao. Và cuối cùng nữa là nếu mọi người không có không gian thì thường mọi người sẽ làm gì ạ? À? Mọi người sẽ dồn chung tất cả vào một phòng. Và mọi người cứ tưởng tượng ba bộ dàn mà nó chung một phòng đi, thì cái phần phía trước của mình, cái phần phông của mình nó rất là nhiều loa, rất là nhiều dây nhợ lằng nhằng và rất là nhiều thiết bị. Thì như vậy thì không bao giờ nó thẩm mỹ được, mà không bao giờ nó đẹp được. Vì vậy thì sao giờ? Với cái xu thế hiện nay, với các công nghệ phát triển như mọi người đã biết, thì ngành audio bên mình nó phát triển thêm, thì họ sẽ ra một cái xu hướng mới, đó là làm cái dàn âm thanh all in one, tức là một bộ dàn có thể vừa xem phim, vừa nghe nhạc, vừa karaoke được. Đó, thì nhưng mà nó phải có phương pháp đúng, chứ không phải là lựa chọn cái nào cũng được. Cái này mình đã có chia sẻ rồi ha. Thì bởi vậy nên là Thiên Vũ đưa ra cho mọi người hai cái giải pháp để mọi người có thể xây dựng được một bộ dàn âm thanh all in one. Mà mình sẽ chia sẻ cho mọi người nó sẽ rất là trực quan, và hai phương pháp này là gì thì tiếp tục mình với mọi người cùng tiếp tục nhau tìm hiểu. Mình sẽ nói về phương pháp đầu tiên là phương pháp dùng một dàn âm thanh mà cho nhiều chức năng. Mình sẽ nói về chức năng karaoke và xem phim trước ha. Thì muốn một bộ dàn âm thanh mà nó làm được hai cái như thế thì thứ nhất bên mình sẽ lựa chọn là cặp phông phía trước của xem phim á, mình sẽ lấy cặp phông của karaoke mình làm xem phim. Đó. Thứ hai nữa là mình sẽ tận dụng sub karaoke làm sub xem phim luôn. Dĩ nhiên về cái phần lựa chọn sản phẩm này khá là khó, bởi vì hai dải tần số giữa karaoke và xem phim hoàn toàn khác nhau, cái sub nó cũng vậy luôn. Nên mình phải lựa chọn những sản phẩm nào nó ở chính giữa, tức là nó vừa đáp ứng được xem phim tốt, nó vừa đáp ứng karaoke được. Và thường này mình sẽ ưu tiên là mình nghiêng về karaoke nhiều hơn. Để làm gì ạ? Để thứ nhất là như mình đã nói chia sẻ các clip rất là nhiều trước rồi, là khi cặp phông mà mọi người chọn theo xem phim, mọi người karaoke, thì thứ nhất cái độ bền loa nó sẽ giảm xuống rất là nhanh, thứ hai nữa là không thể nào hay nổi. Đó, nhưng mà tuy nhiên về phần karaoke, nếu mà mình chọn về loa karaoke mình để xem phim á, thì mình chỉ cần chọn những cái lập loa nó chất lượng một xíu, cái dải âm nó rộng một xíu đó, và cái hình thức nó đẹp một xíu nữa, thì nó hoàn toàn có thể thay thế cho cặp phông của xem phim. Đó, thứ hai là đến cái sub. Cái sub thì sao? Cái sub phần karaoke, cái tiếng sub nó sẽ cần lực hơn một xíu, còn tiếng sub phim á nó sẽ nó trầm xuống một xíu. Đó, nó trầm lan xuống, đánh sâu xuống, thì mình phải chọn một cái sub nào nó ở chính giữa. Cái này thì thật ra thì nó phải là phần lựa chọn sản phẩm nữa, và lựa chọn sản phẩm này sẽ phụ thuộc vào không gian phòng của mọi người nữa, nên là cái này thì nó sẽ không có cố định, cái sub nó sẽ không có cố định, và cái phần loa phông cũng vậy, sẽ không có cố định theo một cái tiêu chuẩn nào cả, mà phải nó phải tùy thuộc vào cái phòng của mình. Đó, thì đó là một cái phương pháp mình có thể chia sẻ cho mọi người. Ok, đến phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ hai thì mình sẽ lắp đặt một bộ dàn xem phim và karaoke hoàn toàn độc lập nhau luôn. Tuy nhiên điều đặc biệt ở đây là dàn xem phim của mình á, mình sẽ sử dụng những cặp loa on-wall và in-wall. Mọi người để ý, mọi người nghe kỹ nhé. On-wall tức là sao? On-wall tức là mình treo lên tường, nó treo như một bức tranh.
và nó chỉ mỏng độ khoảng 5cm thôi. Đó, mình hoàn toàn có thể giấu nó đi phía sau bức tường và gần như là nhìn phía trước sẽ không thấy. In-wall là sao? In-wall là nó ẩn bên trong tường luôn. In-wall lắp đặt nó sẽ khó hơn một xíu, bởi vì in-wall nó sẽ phải tường của mình sẽ phải giật cấp ra một chút xíu và cái loa mình phải đưa vào trong và mình coi như là nó phẳng với bức tường luôn á. Đó, in-wall thì nó hơi khó hơn on-wall xíu ha mọi người ha. Đó. Nhưng mà đương nhiên hai cái dòng này mọi người muốn lắp đặt thì hầu hết là phải xây dựng từ phần thô. Bởi vì phần DJ rất là khó, DJ là phải đi đục tường ra đi hết, đi âm bên trong hết, đó, đi ống này kia hết để cho nó đạt sức thẩm mỹ cao nhất. Các dòng loa mà in-wall, on-wall này thì được bên Thiên Vũ sẽ có demo tại cửa hàng. Mọi người có thể đến, mọi người tham khảo, mọi người xem. Thứ nhất là cái form của nó như thế nào, thứ hai nữa là chất âm của nó ra sao. Vì thật ra cái quan điểm của mọi người là mọi người hay quan điểm là cái loa nào mà quá mỏng thì đánh phần lâu nó sẽ không tốt. Bên mình sẽ có những cái giải pháp mà xóa tan đi cái nghi ngờ cho mọi người cái phần này. Nhưng mà mình đã nói rồi, công nghệ bây giờ nó thay đổi rất là nhiều. Có những cặp loa rất là mỏng thôi, nó chỉ tầm 5 đến 7 cm thôi, nhưng mà tiếng low tiếng bass của nó rất là dày mà rất là hay, đáp ứng tuyệt vời cho phần xem phim luôn, mà thậm chí cả nghe nhạc. Đó, mọi người cứ lên showroom Thiên Vũ mọi người trải nghiệm là bên mình sẽ show cho mọi người thấy. Về chất lượng thì phương pháp này chắc chắn nó sẽ tốn tiền hơn cái phương pháp đầu tiên, vì nhiều đầu hơn và cái đồ on-wall in-wall nó sẽ mắc tiền hơn, chi phí khi mà mình làm một bộ dàn rời. Đó, còn về phần mà chất trải nghiệm ăn lại thì chắc chắn là hay hơn rồi, bởi vì mình đã tách dàn ra rồi mà, mình đã hai dàn riêng biệt nhau rồi. Chẳng qua đây là mình lợi dụng cái phần tường là mình làm ấn nó đi mà để không thấy, để làm bộ dàn mình nó quá rườm rà đi. Ok, bây giờ mình sẽ ví dụ cho mọi người một cái bộ dàn all-in-one theo phương pháp 1 ha. Thì đây mình thật cái này mình đã có lắp rồi, nhưng mà đây mình có vẽ ra, mình yêu cầu bên thiết kế vẽ ra cái này cho mọi người dễ tưởng tượng ha. Đó, đây đấy, một bộ dàn âm thanh all in one nó sẽ như thế này nè, mọi người tưởng tượng đi ha. Hai loa karaoke nè, hai loa phòng xem phim nè, sub karaoke nè, sub xem phim nè, thấy không, surround nè. Đó, ở trên này là Dolby Atmos nè. Đó, center nè, âm ly nè, đầy đồ đánh này kia nè. Đó, giờ mọi người cứ tưởng tượng đi, nếu mà tất cả những cái này mà mọi người đưa hết vào phòng thì nó rất là rối, mà nó rất là nhiều đồ. Đây mà đây mình mới làm là 5.1.2 nha, mình chưa nói đến 7.1 nó còn nhiều đồ nữa. Thế nên là trước mắt nếu mà mình làm theo phương pháp 1 á, là mình bỏ cặp đi nè, mình bỏ cái cây này đi nè, mình cho cặp này mình thay thế cái này luôn, và súp này mình cũng bỏ bớt một con đi, mình xài một cái súp thôi, mình xài chung luôn cho bộ dàn. Đó, đó, mọi người có thể tưởng tượng ra, có nghĩa là bộ dàn mình sẽ rất là gọn, nó sẽ bớt đi rất là nhiều đồ. Đó, thấy không mọi người, thấy không, chi phí nó cũng giảm đi luôn. Đó, ví dụ như tổng chi phí trên đây nó là 143 triệu, nếu mình xài chung đi nó nhiều khi nó chỉ giảm chỉ còn gần 100 triệu thôi. Đó, thì mọi người thấy đó. Ở đây thì website mình có để là mình đã có liệt kê hầu hết các sản phẩm trong này rồi, thì mọi người có thể vào website đây mình tham khảo ha. Đây là một cái bộ dàn mình cũng lắp rồi và cũng qua đã có quay clip rồi, thì mọi người có thể tham khảo. Ok, đây là cái bộ dàn theo phương pháp thứ hai ha mọi người ha. Đây cũng có link website đây, mình lên website của Thiên Vũ mình coi đi ha. Đây là cái hình của nó. Đó, mọi người thấy nó cũng tương tự như bộ kia ha. Nhưng thứ nhất là cái phông với surround mọi người để ý nè, đó nó mỏng dính vậy nè, nó treo trên tường rất là mỏng. Thậm chí mọi người có thể gắn một cái khung tranh lên đây, mọi người treo luôn cái loa coi như không thấy loa luôn á. Cái này bên làm clip họ sẽ đưa những cái hình ảnh ví dụ cho mọi người coi. À, cái bộ này thì mình không cần thiết phải, bởi vì nó quá nhỏ đi, mọi người đi nhìn rất là nhỏ gọn này kia, mọi người không cần phải thay thế cặp loa hai cặp này với nhau, bởi vì cái này nó treo tường, nó như một cái vật trang trí lên tường mà, nó sẽ không quá rườm rà. Đó, đây thì cái loa nó sẽ như thế này đây, mà mọi người thấy không, ốp tường như này, mỏng dính gì này. Đó, nó chỉ ra một khung một xíu thôi. Đó, thậm chí treo là treo ốc luôn đây, cái loa đây nó như thế này đây, mọi người có thể thấy nó. Đó, những cái này là chất âm rất là ok nha mọi người, tiếng rất là dày, rất là sáng, rất là tốt. Đó, nhìn vậy thôi chứ công nghệ bây giờ mới họ làm loa mỏng nhưng mà tiếng vẫn rất là dày, rất là tốt ha mọi người ha. Ok.
Về cái phần chi phí đầu tư cho một bộ dàn all-in-one thì đây hiện tại đây bên mình list ra cho mọi người, gọi là ví dụ cho mọi người hai bộ dàn cơ bản nhất đó. Thì hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày ngày mình làm clip đi ha, là ngày 11 tháng 10 đó. Thì giá này nó sẽ tính theo tại vì nó giá bây giờ đồ điện tử nó thay đổi liên tục á, nên là mình sẽ báo giá theo ngày tháng nha mọi người. Thì đó, đây là cái bộ dàn mình đã đưa ra, là giá của nó tầm 143 triệu này. Tuy nhiên cái này là khi mình đầu tư đầy đủ, khi nếu mà mình thế lại theo phương pháp một á, thì nó sẽ giảm được chỉ còn khoảng xấp xỉ tầm trăm trăm mốt thôi đó. Thì như vậy thì chi phí cho một bộ dàn vừa karaoke được, vừa xem phim được luôn, thì chi phí nó cũng không quá cao đó. Nó là dễ tiếp cận với mọi người. Còn cái đương nhiên đây, cái bộ dàn thứ hai như mình nói đây, phương pháp 2 đây, lắp hết luôn đi thì giá nó chắc chắn rồi, chắc chắn là cao, gần 200 triệu đó. Đương nhiên nhưng mà thiết bị của nó sẽ tốt hơn đó, chất lượng này kia nó sẽ ổn định hơn và chất âm mang lại nó cũng tuyệt vời hơn đó. Thì với bộ dàn mà theo phương pháp thứ hai này thì mọi người sẽ có đầy đủ trải nghiệm của một bộ dàn karaoke riêng và xem phim riêng, tuy nhiên nó lại cực kỳ thẩm mỹ mà rất là đẹp, mà không ảnh hưởng đến không gian nhà của mọi người. Dĩ nhiên là mọi người có thể nâng cấp thêm nha, đây là giá của mình theo những cái cấu hình cơ bản nhất. Thì mọi người chọn thiết bị, nếu mọi người có thể chọn thiết bị nào tốt hơn, xịn hơn thì đương nhiên giá thành đầu tư nó sẽ cao hơn. Ngoài ra nữa là giá thành này thì mình chia sẻ cho mọi người là sẽ chưa bao gồm tivi hoặc là máy chiếu hay mọi người ha. Thì về cái phần tivi máy chiếu này thì bên mình sẽ làm những cái clip riêng để chia sẻ cho mọi người về việc là phòng xem phim thì nên xài tivi hay máy chiếu ở một cái clip khác. Ok, vừa rồi thì mình vừa khái quát cho mọi người một cái bộ dàn all in one nghĩa là sao, rồi chi phí đầu tư nó sẽ như thế nào, có cao hay không. Thì các sản phẩm thì đều đang được demo tại Thiên Vũ, thì mọi người có thể ra showroom để trải nghiệm ha. Còn nếu mọi người có thắc mắc gì hay có câu hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi cho mình, hoặc là có thể gọi điện ngay đến số hotline của Thiên Vũ mình để trên màn hình để mọi người có thể mình có thể giải đáp những cái thắc mắc cho mọi người. Rồi thì nếu mọi người thích nội dung của mình chia sẻ thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để ra clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.